thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, hay còn được gọi chung là thuốc lá thế hệ mới và hiện đang được quảng cáo như một phương pháp để cai nghiện hay hạn chế việc hút thuốc lá. Tuy nhiên, theo Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, thì các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới không phải là sản phẩm ít hại hơn thuốc lá điếu thông thường, thậm chí là còn ẩn chứa những mối nguy hiểm mà con người chưa hiểu hết và lường trước được. Theo thống kê, có khoảng 15.500 loại hương liệu được sử dụng trong các sản phẩm thuốc lá điện tử, trong đó rất nhiều loại là các chất độc và chưa được đánh giá toàn diện về mức độ gây hại đối với sức khỏe. Thuốc lá là nguyên nhân chính gây nên những căn bệnh như huyết áp, tim mạch, tiểu đường, ung thư phổi, các cái bệnh tắc nghẽn mãn tính. Thuốc lá uh, phi truyền thống này thì đã được các cái hãng sản xuất tuyên truyền như là không có dường như là không có tác hại thế và có vẻ văn minh thế cho nên là những đối tượng thanh niên đối tượng phụ nữ là tiếp cận rất là nhanh đáng chú ý hơn thực tế đã ghi nhận những trường hợp ngộ độc chất kích thích trong đó có cả cần sa tổng hợp được trộn trong thuốc lá điện tử trong khi đó, các chất này đang thay đổi hàng ngày lên tới hàng trăm chất mà các phòng xét nghiệm chuyên sâu cũng không thể tìm ra hết các phòng xét nghiệm chuyên sâu cũng chỉ xét nghiệm được một số lượng nhất định. Và đây quả thực là một thách thức rất lớn với cái hệ thống quản lý của chúng ta, kể chuyên môn và quản lý. Và cái chất nó thay đổi hàng ngày ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Thường là độc tính rất mạnh với thần kinh, tâm thần và tim mạch. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến nhanh và khó lường trên thế giới như hiện nay, các chuyên gia y tế nhận định tỷ lệ tử vong ở người mắc COVID-19 có sử dụng thuốc lá cao hơn gấp 2 lần so với người không sử dụng. Trước những nguy hại của các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, Bộ Y tế đang tiến hành việc xây dựng hệ thống văn bản để trình lên chính phủ và quốc hội trong việc cấm sử dụng thuốc lá thế hệ mới trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tới nhằm bảo vệ sức khỏe cho người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.